bỏ vô đó nó. Cứ vậy hoài, bỏ vô đó, bỏ vô đó hoài vậy đó. À, vậy đó. Không ăn mà cứ bỏ anh đây bỏ anh kia. Cứ vậy hoài, bỏ vô đó, bỏ vô đó hoài vậy đó. À, vậy đó. Không ăn mà cứ bỏ anh đây bỏ anh kia. Rồi. Không hiểu, không hiểu anh làm gì là sao, mình cũng không hiểu luôn đó. Từ cái chuyện ảnh hút thuốc, thuốc thì không có hút, mồi lên kéo một cái lấy cây cắm vô, rau thì cũng không có ăn, mua về cũng vị dưa leo bẻ ra rồi chấm chấm nước mắm để qua bên rồi cũng không ăn. Cá lóc thì bây giờ đó, nướng con này hết con kia mà hình như là không ăn luôn.
không biết lý giải làm sao vấn đề ảnh đây nè, vậy đó mà không phá hại gì đến ai hết, chỉ vậy thôi. Tiếp tục đốt lửa mà con cá đó thì nó chín rồi, nó trơn rồi chứ nó mới còn sống rồi nữa. Nói chứ là khi lại gần ảnh cũng thấy ớn lắm, không biết lúc nào. Thất thường lắm bà con ơi. Lúc nãy anh Liêm xuống thấy có vẻ ổng, anh Liêm cũng hơi ngại ngại, không phải gì. Nhưng mà đôi khi ảnh đổi gió, ảnh khác thường. Chứ thật sự thì cũng không có gì mà đáng ngại hết. Thì bẻ cây khô. Gần sao nó bẻ cây rồi đó, đứng một túi sao đó. Bây giờ đó này, anh cũng nói đùa hỏi anh đây có ở với ai không, có bạn bè gì đến không. Thì thật sự lúc trước mình cũng nghe nói là cũng có một hai người ở đây cũng tới lui chơi với ăn uống với ảnh. Anh cũng nói mà cũng tiếu tiếu, nói ở chung với đó bốn người bạn ảnh đó, ở đây có bốn người đó, là bốn cái mã đó. Lại đi ra sao coi không thấy gì nha. Không được lấy đồ đấy. Đây này ông nướng đây con cá lóc mà. Con cá còi nguyên không có ăn gì luôn. Mà con cá gì mua cũng đâu có ít đâu. 40-50 ngàn. Mấy lần trước Thanh Liêm qua cũng vậy, cho tiền đó là xách tiền đi mua con cá, mua về bỏ không à. Nướng xong bỏ không à. Dưới đây bây giờ cũng còn con nữa nè. Rồi 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 rồi. Chúc em đi. Chúc em đi, chúc em đi. Anh làm đi. Cứ gì hoài đó. Lửa tắt rồi, giờ đi lụm nhánh cây khô lại tiếp tục không nhóm lửa nữa. Thấy sống cũng ngộ ngộ nè, thuốc cấm tùm lum hết trơn nè. Ngồi xong cái cấm đây nè, ngồi xong cái cấm hầu như là mồi xong kéo một cái rồi lấy cây cấm vô điếu thuốc, rồi cấm điếu thuốc lên là xong rồi đó. Hôm nay trời gió cũng mát lắm chứ không, không ngồi ngay chỗ này nắng chịu gì nổi. Hôm hổm Thanh Liêm có đem qua số quần áo cho ảnh nữa, nhưng mà cuối cùng thì nhìn lại anh chỉ lấy có một cái quần ảnh mặc thôi, còn lại những cái kia chắc anh bỏ hết rồi. Đó rồi 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 rồi, biết rồi biết rồi. Không biết là
làm gì nữa kìa, lấy cây ra giờ không biết dựng nhà dựng cửa gì lên không biết.